Vâng, xin chào anh chị. Đấy, hôm nay em tiếp tục quay video về cái cây địa lan vàng ông Thọ. Cái địa lan vàng ông Thọ này thì tối thì trông hơi xanh, đèn flash trông hơi xanh, nhưng ban ngày nó xanh vàng. Người ta hay gọi là cây vàng. Đấy, cái này với cái khuôn bông là vẫn như vậy, 5 cánh, 3 cánh đài chính, 2 cánh đài phụ. Bông này thì hai cánh đài nó không mở cho lắm, nó cũng mở nhưng hai cánh đài trên nó không mở lắm. Đấy, thì với cái cây này thì là nó có từ rất lâu rồi. Anh em chơi là cũng biết về cái cây này là xuất xứ là rừng Việt Nam, và nó là cây có lâu năm nên là giá thành nó cũng vừa phải thôi, nó cũng đỡ hơn là rẻ hơn là cái cây đào cánh sen rất là nhiều. Đeo cái xem nọ là nó cao tiền hơn nhiều. Cái này thì đây vì ban ngày là em hơi bận hơi nhiều việc, em vẫn tối em mới quay được. Thì cái cây vàng ông Thọ này thì em mô tả nhanh một chút là cái cây vàng ông Thọ này, đây như đây có mầm sẵn luôn này, anh chị nhìn cái là rõ luôn. Với những cái cây vàng ông Thọ này thì mầm nó luôn luôn là mầm xanh ngắt luôn, nó không có một tí anh tím nào cả, mầm luôn luôn là xanh ngắt. Thân lá của nó thì lá của nó dài khoảng từ 50 đến 70-80 cm. Đấy là độ dài của cái lá. Đấy, còn độ rộng của bản lá thì nó khoảng từ 1,5 đến khoảng 2,5 cm. Lá của nó thì đây, anh chị có thể nhìn cái lá của nó đây. Đây em đưa chiều của cái lá đấy, nó hơi gấp lên một tí. Hơi gấp một tí và nó có chiều hướng là xuôi, nhưng hơi ngang ngang chứ nó không xuôi hẳn. Và nó cũng không ngóc lên trên, đuôi lá nó không ngóc lên trên như là cái khác. Như cái đại hồng cánh sen là đuôi lá nó ngóc lên trên. Cái cây vàng Thọ này luôn luôn là mầm xanh lét nhá. Anh chị chú ý là mầm là nó luôn luôn là xanh ngắt. Nó hoặc xanh vàng chứ nó không thể có màu gì khác cả. Đấy, màu của lá này thì nó hơi ánh vàng, xanh vàng. Cái này hoa vàng nên màu lá nó cũng hơi có chút gọi là thiên về màu hoa hơi vàng. Thân của nó thì thân cái củ ấy, cái củ thì nó to khoảng tầm độ 1,5 đến 2 cm, chiều cao được từ 2 đến 4 cm tùy vào là mình nuôi cây to cây nhỏ. Khi mình nuôi củ bé thì nó nhỏ hơn, củ to thì nó to hơn. Thì nó ra hoa vào mùa xuân, ra hoa vào dịp Tết, thường là dịp Tết Nguyên Đán ấy, sau như bây giờ là đang nở. Đấy. Thì dịp đầu xuân như này thì nó nở những cái cây địa lan xuân này, nó rất là giá trị. Mùi hương thơm thì nó là vương giả nhất chi hương. Nó là mùi hương rất là đặc biệt và đầy quyến rũ luôn. Thế cái cây này cấu kết của nó thì là đây. Thì em phân tích cái cần hoa. Cần hoa cây này nó hơi mất cần. So với cái lá của nó thì nó hơi mất cần đây này. Đấy, hơi mất cần, bông hoa nó có ở đây rồi cơ. Nhưng mà do là bị tàn em vặt đi đấy, nó hơi mất cần, mất khoảng một bông, khoảng mấy cm đấy, mất khoảng một bông. Thế cây vàng ông Thọ đây thì là nó hai cần hoa đấy. Đấy, bông dưới nó bị tàn em nó vặt đi rồi. Như cái bông này thì nó là đấy, em phân tích đến cấu kết của bông hoa thì nó có 5 cánh, 3 cái đài chính và 2 cái đài phụ. Thì như cây này thì là ba cái đài chính của nó chia rất là rõ ràng. Đấy, cân đối. Hai cái đài phụ thì nó không mở lắm, nhưng bông trên này nó mở này, nó nở lâu thì nó mở ra. Không thì nó sẽ mở, hai cái đài trên nó mở ít hơn. Đấy, đấy. Bông nào nó cũng như thế hết, tất cả đều như vậy. Lưỡi của cái này là màu vàng và nó có mũi màu vàng, mũi là cái thùy ở trên ấy. Đấy, phần tỏ hương ấy nó màu vàng, họng trắng, cánh của nó màu xanh vàng và hơi có sọc gần. Thì thực ra thì cái cây nào nó cũng thế thôi, cây địa nào nó cũng vậy, nó vẫn hơi gần, kể cả mặt lá của nó cũng có gần đây này. Đấy, nhưng cái cây này ban tối này đây vẫn nhìn thấy cái sọc mờ của nó, vẫn có sọc mờ.
bởi vì cái sọc mờ này cây nào nó có, nó như kiểu là gân của lá, gân lá thường như thế, cây này lá này là cây khác. Tối nên là quay là nhìn nó cũng không được đẹp cho lắm, nhưng mà cây này nó là một trong những cây rất đẹp. Về nói về địa lan rừng Việt Nam, nó là một cây rất đẹp mà giá thành hợp lý, cũng có thể là gọi là dễ trồng dễ nuôi và sưu tầm, cũng rất là dễ sưu tầm vì nó không phải là cây nhiều tiền, quá nhiều tiền, mà cây này khôn hoa rất là ngay ngắn đẹp, tay hoa nó cũng quấn cần vịn cần nó xoay. Cây này chia cũng kiểu dạng chia tam diện, nhưng mà thường thì nó chia thì nó phụ thuộc vào cần hoa nữa, cần hoa nó phải thoát lên thì cần cần này nó bị rụt này, như cần trên này thì nó chia đẹp hơn này, chia nó thoáng. Đấy. Không vịn cần như cây những cây cây đại hoặc cây sen nọ. Còn cây này thì nó cũng quấn cần nó rất là đẹp rồi. Cấn quần này quấn cần, cái này gọi là thăng hoa ấy. Đấy, tay hoa của nó hơi xoay lên trên xong rồi vách ra. Đấy, lên trên xong nó mới xoay ngang ra. Thì như cái này trong giới địa lan gọi là thăng hoa ấy. Đấy. Bông trên bông thứ hai nó cũng thế nhá. Nhưng mà nó được 3 bông thôi, còn ở trên thì nó bị rụt. Cây này cũng là cây một trong những cây rất đẹp, rất đáng sưu tầm và có khả năng sưu tầm được. Chia hoa rõ rạc, cắt cần cánh hoa ngay ngắn. Và cái bộ lá nó cũng dễ nhận biết nên là cũng không khó lắm để khi mà lo lắng là phải mua đúng cái cây nó được chuẩn. Bởi vì là mình nhìn ví dụ như nhìn mầm này nhìn tương đối rồi. Ví dụ như mầm này nó xanh lét này. Mầm này nó luôn luôn là xanh lét. Đấy, nó xanh sẫm luôn. Mầm này nó là xanh sẫm. Còn ví dụ như cái những cái mầm mạc ấy. Ví dụ như cái mạc đây. Cái mạc cái bên cạnh cái mầm này của nó là anh chị nhìn là nó ánh tím đen này này. Đấy. Cái mạc thì thường cái nào nó cũng thế. Chẳng qua nó có nhiều ít thôi. Cái mạc thì nó luôn luôn mầm nó đen như này. Còn những cây ấy thì mầm nó sáng hơn. Mầm xanh như này. Đấy. Hoa xanh vàng là mầm nó sẽ xanh như này luôn. Chứ nó không thể là bị như những cái cây khác được. Đấy, còn như những cái cây mạc thì chắc chắn là mầm nó sẽ đen thôi. Đấy. Thì đây là sơ lược về cái cây vàng ông thọ. Một trong cây địa lan xanh vàng rất là đẹp. Cái này thì mai kia có triển lãm thì em sẽ quay về những cái cây trực tiếp là nó ban ngày ấy, thì nó đẹp. Còn tranh thủ em tranh thủ được buổi tối với ban ngày để đi làm, không thời gian để quay về cái cây, phân tích về cây này. Đấy, thì anh chị có thể xem qua và tìm hiểu thêm về các loại địa lan. Ở trên website của em thì nó có nhiều loại khác cũng rất là đẹp, nhưng có một số loại thì em chưa thể quay được bởi vì nhiều khi cũng có thể là không thời gian và cái cây nhiều khi cũng chỉ có thời gian để chụp ảnh xong thì cũng chưa thể quay được video và chưa thể nói sơ lược hết được. Thì có một số cây thì em cũng viết rất là chi tiết ở trên website, anh chị có thể tham khảo. Và các loại địa lan, phong lan, các loại cây khác. Đấy, thì có gì thì cảm ơn chị đã xem video. Hẹn gặp lại anh chị vào những video lần sau. Xin chào.